Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với Bingo. Bên mình thì chuyên bán van chính hãng. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một siêu phẩm mới của van, nhưng mà về sẽ là ba lô van, bởi vì các bạn cũng vừa ra Tết và các bạn đã bắt đầu đi học rồi đúng không? Thì chắc là các bạn sẽ cần đến một chiếc ba lô van. Ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc ba lô van mới về bên mình nhé. Cùng đón xem nhé. Đây. Thiết kế cơ bản khá bắt mắt, đó là thiết kế chiếc cơ. Và chắc là các bạn đã khá quen thuộc với họa tiết chiếc cơ rồi. Nhưng mà khác với lại mẫu ba lô chiếc cơ đợt vừa rồi bên mình khá hot thì bản này nó sẽ khác một chút. Thì các bạn đây, các bạn cùng xem qua thiết kế của chiếc ba lô mới này nhá. Đây là các bạn cứ xem bao quát xem nhé. Đây là còn sau khi xem xong thì mình sẽ giới thiệu các bạn những chi tiết của chiếc ba lô này nhé. Chắc chắn nó sẽ đặc sắc hơn rất nhiều so với ba lô cũ. Đây. Nói chung là phần họa tiết nổi bật thì vẫn là họa tiết checker thôi, phối màu đen và trắng. Đây, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đi xem phần chi tiết của chiếc ba lô rồi nhá. Đây. Đầu tiên các bạn xem phần đây, đầu tiên sẽ xem phần tác luôn nhá. Đầy đủ tác luôn. Đây. Tiếp theo đây là phần logo của ba lô. Khá là ấn tượng. Và đây, phần trước nó là một chiếc túi nhỏ này, túi màu sắc các bạn nào. Đi học thì chắc đựng rất nhiều đồ hữu dụng này, chẳng như là bút và những quyển sổ nhỏ hoặc là ví. Đây các bạn thể xem kỹ ở bên trong này cũng có họa tiết checker này và có cả chữ van này. Nói chung là nó sẽ in nổi nhưng mà in mờ nên các bạn chắc là sẽ phải xem trực tiếp thôi, chứ còn xem qua video chắc là hơi khó nhìn một chút. Đây, đây là phần túi đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đi vào phần ngăn to của nó nhé. Đây, ngăn to này. Hai khóa. Khóa cũng rất là chắc chắn luôn. Đây. Bên trong là mình đã đựng sẵn một đôi giày luôn. Đây đôi này là size 45 luôn. Mà đựng vào vẫn rất là thoải mái luôn. Đấy, ngăn to của nó khá là rộng luôn. Nói chung là các bạn tha hồ đựng sách vở, là dày hoặc là những cái gì các bạn thích. Đây, các bạn xem kỹ. Đây, phần in cũng đều có họa tiết checker ở bên trong, có chữ van này bên trong này, khác với chiếc ba lô checker cũ là đây, mình cứ bỏ đôi giày ra nhá để cho các bạn có thể dễ quan sát hơn. Đây thì có rất nhiều ngăn nhỏ luôn. Đây các bạn thử xem, có rất nhiều những cái ngăn nhỏ. Đây là ngăn khóa này, đây ngăn nhỏ này. Chứ mà những cái ngăn này thì các bạn thích đựng gì thì các bạn đựng nhá. Hầu như đi học mình thấy cũng có khá là nhiều những cái đồ nhỏ nhặt đấy, thì đựng ở đây sẽ rất là tiện. Đấy. Và đặc biệt chiếc ba lô này thì các bạn có một điều đặc biệt hơn nữa. Đây, mình kéo nhé. Đây, chính là chiếc ngăn đằng sau này của ba lô. Đấy. Và phần này đã có đệm luôn nhá. Cái này là ngăn bình thường hay kiểu đựng laptop ấy, hoặc là máy tính bảng ấy. Nói chung là tùy vào cách sử dụng các bạn. Đấy, các bạn thử xem nhá. Có phần đệm ở sau này nên là rất là êm, đảm bảo chống sốc cho ba lô, hoặc là chống sốc để đựng iPad hoặc là máy tính, không bị lo. Đấy. Đây các bạn xem phần tem này thì phải luôn. Và có thêm một chữ van này nổi bật ở đây. Đấy, còn đây phần quai của cặp. Nói chung là phần dây này rất là dài luôn nên là các bạn tha hồ có thể điều tự điều chỉnh được theo ý muốn của các bạn. Và thiết kế sau này màu đen này khá là sạch. Đó. Quai cặp cũng khá là nhã nhặn. Nói chung là đây là siêu phẩm ba lô mới của bên mình ấy. Thì các bạn nhanh tay sở hữu nhé, vì số lượng của ba lô này khá là ít. Nói chung là nên là các bạn không mua là khá là tiếc đấy. Mua ngay một chiếc ba lô van mới này để cho năm học vui hơn nhá.
hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau của WeWo. Chào.